nay treo cái slogan Fanmoto lên để nhắc các em sau này anh đi ở nhà anh làm đúng theo cái câu thần chú này là sẽ thành công. Tiền có thể mất, uy tín tuyệt đối không. Các em đừng làm ngược lại, làm ngược lại là bốc đất đấy. Uy tín có thể mất, tiền tuyệt đối không. Những cái thằng như làm như thế là giờ nó đang ăn đất với nhau hết cả lượt rồi. Uy tín là gì? Uy tín là danh dự. Mình phải mất thời gian bao nhiêu lâu mới gây dựng được. Bây giờ mất uy tín cái là về mò, không bao giờ làm lại được đâu. Đấy, người kinh doanh, làm kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín. Đây, bên này là setup showroom, à quên, không phải là showroom, nó chỉ gọi là cái để chăm sóc xe, rửa xe cho anh em biker thôi. Sắp tới mình mở ra cho anh em free một tuần nhá. Anh em qua rửa xe là có cà phê trà đạp uống, quét là nhà luôn. Mai làm cái che nắng ở đây nữa.